Và hai cái xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp một con, đó là em GC 3 phiên bản Elite. Thì con này các bạn cũng đã biết hết rồi, và không đang rất là hóng con này luôn đúng không? Thì hôm nay video này chúng ta sẽ có một bạn là chắc ở đây ai cũng biết hết rồi. Thì bạn ấy là bạn Nguyên Annie 135. Thì hôm nay bạn ấy sẽ là người chịu trách nhiệm mở cái hộp con này ra và cho chúng ta những cái cảm nhận của bạn ấy là một người không biết chơi đồ binh gì hết về cái con này, và cùng sẽ bóc ra xem nó có những phụ kiện gì, nó có gì đặc biệt nhé. Và phần sau của video mình sẽ là người review nó. Ok. Vậy mở ra mát. Đem mở ở đây thôi. Mở siêu ra. Mở siêu ra luôn. Gỡ cái siêu ra luôn. Gỡ ra được mà. Gỡ bình thường là được rồi. Trời ơi, mở siêu mà cũng phải bày nữa. Thiệt luôn ấy. Cắt luôn. Rồi. Cảm quan ban đầu ở cái hộp đi. Thì đây là một phối màu của đen và xám. Thì mình thấy khá là sang trọng. Hộp rất là chắc chắn, làm rất là kỹ. Nói chung là được đó. Nói chung là nhạt. Nói chung là hộp của mình. Ok, thì đây. Mình nói nha, đây là hộp giấy rất là bình thường. Thì các bạn đã biết rồi, những cái con mơ đời mới bây giờ, ví dụ như là Vought hay là Gun, họ đều chuyển sang làm cái hộp giấy dạng như thế này. Và nhìn nó rất là đẹp như những chiếc điện thoại thông minh vậy. Và cái hộp này đặc biệt cái là nó có một cái đường cắt xéo như thế này đây. Đó, nó tạo ra sự sang trọng, đặc biệt, khác biệt so với những cái loại khác. Ok. Bây giờ thì mở hộp. Đấy. Rồi. Mở hộp ra. Đây bên trong của nó. Thì mình thấy thì tại sao nó lại không phải là con đen nhỉ? Mình thích con đen hơn. Thôi được rồi, lấy ra đi. Câu giờ quá. Ok. Xé siêu ra luôn. Mọi người xem bên trong cái gì? Cái hộp phụ kiện. Nhìn nó hộp to thôi mọi người, trong đây có nhiêu đây ạ? Và đây là cái 500, còn đây là cái gì không biết. Cái đó là cái đồ bằng ốc. À, cái đồ bằng ốc. Rồi, em đi kêu bảo biết cái dây lên làm sao mà xong. Em đi không? Trời ơi, cái hồi, trời ơi, anh này nó bắn cái bên nào, nó bắn cái chợ. Ai biết trời ơi, cái này trời ơi, cái bắn cái. Trời ơi, cái kiểu này là tiêu tôi rồi. Người xem chưa chết. À, và các bạn đã thấy rồi đấy, ở đây chúng ta có một cái này là cái đồ bằng ốc, nhưng được thiết kế giống như là một cái móc khóa gì đó. Đấy. Thì cái này chúng ta có thể móc vào chìa khóa xe, không lo bị rơi mất. Và luôn luôn mang theo bên mình, rất là tiện lợi luôn. Và hãng còn cho chúng ta kèm thêm đó là một ít 500 để dự phòng. Thì còn lại thì mình không thấy tờ giấy hướng dẫn hay gì cả. Tất cả chỉ có nhiêu đó thôi. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái kiếp này gần hơn nha. Đấy. Và nếu như các bạn đang muốn mua con MGC3 Elite này thì các bạn có thể đến với shop Rubik Nha Trang để tham khảo giá. Hiện tại shop Rubik Nha Trang đang bán con này với giá 360.000 đồng. Link thì mình sẽ để ở phần mô tả, và các bạn có thể mua ở trên Shopee để được free ship nhé. Ok các bạn, thì bộ sản phẩm của chúng ta sẽ có gồm một con MGC đây, và chúng ta sẽ có luôn cái này là cái hộp này. Mình sẽ cho các bạn xem ở cái mức gần hơn. Đấy. Và đây là phụ kiện. Thì bên trong hộp phụ kiện chỉ có đơn giản là một cái bộ 500 như thế này đây, và một chiếc móc khóa. Móc khóa này là cái tua vít nha các bạn. Rồi, thì mình sẽ review sơ qua trước, đó là cái móc khóa này đây. Thì đây chính là gồm có một cái đầu, gồm có một cái đầu vít kiểu như là nằm ngang.
Thì cái đầu này chúng ta sẽ dùng nó để vặn cái nam châm nha các bạn. Chúng ta sẽ dùng cái đầu này để chỉnh nam châm. Và cái đầu còn lại chúng ta sẽ vặn lại này. Cái đầu còn lại thì nó sẽ là một cái tua vít mini. Cái đầu ba ke nha các bạn. Đầu ba ke là cái đầu bốn cạnh đấy. Đấy, rất là nhỏ, rất là gọn luôn. Như thế này, chúng ta sẽ cầm đi. Và có thể sử dụng nó để vặn những thứ nhỏ nhỏ cũng rất là tiện. Mình thấy là ở cái đầu này cũng có cái thêm cái đầu lục giác nữa này. Có thể sẽ vặn được cái gì đó nữa. Rồi, chúng ta tạm thời bỏ nó sang một bên nha. Rồi đây là kíp của chúng ta. Đây là con MGC Elite. Thì mình đang có ở đây phiên bản là màu stickerless. Nếu như các bạn đã xem qua một số review của một số các YouTuber nước ngoài ấy, thì họ đều nói là cái con MGC này, cái logo của nó ấy, thì nó được mạ màu vàng như thế này, nhưng mà nó sẽ rất là dễ bị bay mất cái logo. Cho nên khi các bạn mua về thì các bạn nên dán một cái miếng đề canh trong hoặc một miếng băng keo gì đó lên để mà bảo vệ cái logo này. Nếu không, cái logo này nó sẽ rất là dễ bị bay màu. Nãy ở đây mình có dùng một cái miếng sticker trong suốt, mình dán lên đây để nó không bị bay mất và bảo vệ cho cái bề mặt màu trắng này luôn. Đấy, còn nếu bạn nào có điều kiện thì các bạn mua luôn một bộ siêu bảo vệ, các bạn dán toàn bộ 6 mặt luôn để chống chày luôn thì nó sẽ an toàn hơn. Rồi, thì mình xem qua sơ qua thì kích thước của con này là 56mm nha các bạn. Đó là kích thước tiêu chuẩn 56mm chứ không phải là 55,5. Ok, và chúng ta sẽ cùng thử qua một vài turn đầu tiên nhé. Mình có cảm giác nó hơi mất kiểm soát một tí. Mình sẽ để mic tại gần hơn nhé. Ok, các bạn sẽ cùng nhau lắng nghe. Và bên cạnh đó mình sẽ dùng thêm một cái ứng dụng nữa, đó là ứng dụng để đo cường độ âm thanh để xem cái độ ồn của nó ở mức nào nha các bạn. Mình sẽ dùng cái máy này để đo xem cường độ âm thanh phát ra của cái kíp này là bao nhiêu decibel nha các bạn. Ok, play nè. Mình có cảm giác hơi mất kiểm soát với con này một tí bởi vì nó nhanh quá. Và nó kiểu như cái lúc có sẵn của nhà sản xuất ấy, nó không có cái độ kiểm soát. Cái lúc này nó khá là giống với cái lúc của bên nhà sản xuất WeJ sử dụng luôn nha các bạn. Đó là nó hơi bị giật, kiểu như là khi đang xoay ấy, nếu các bạn xoay nó chậm á, thì các bạn sẽ có cảm giác cái lúc này nó hơi rít, nó giật đó, cái cảm giác rít này nó rít rất là khó chịu. Thì đây là một trong những cái lúc mà mấy nhà sản xuất họ muốn tiết kiệm chi phí người ta dùng, thì khuyến khích của mình là nên lau cái lúc này đi và lúc lại bằng một loại lúc khác. Con này thì mình cảm thấy nó cũng rất là nhanh nữa, cho nên là mình nghĩ các bạn có thể dùng lúc đây của Dayan. Dayan lúc thì mình nghĩ là nó sẽ ổn bởi vì nó vừa giúp cho kíp của mình nó nhanh hơn một tí và nó cũng có tăng thêm độ kiểm soát cho kíp nữa và làm cho kíp nó êm hơn luôn. Thì ở đây thì mình thấy á, là cái kíp này của chúng ta có độ ồn là khoảng 78,5 decibel nha các bạn. Đấy, và cái độ ồn max của nó là 88,4. Thì cái con số này để mình cho các bạn tham khảo thôi. Thì một số cái kíp về sau mình cũng sẽ thử làm cái con số này để các bạn dễ hình dung ra được là cái kíp nào có độ ồn nó to ra sao. Thì lần trước mình đo con GTS V2 thì hình như cái độ ồn của nó là khoảng 75 trở xuống nha các bạn. Thì có nghĩa là cái con này nó ồn hơn rất là nhiều luôn. Đấy, nãy giờ các bạn nghe qua micro thì cũng đã thấy rồi, cái âm thanh phát ra của nó khá là ồn.
cái âm thanh của nó là do thứ nhất là tiếng va chạm của cái bề mặt nhựa. Mình có cảm giác là cái bề mặt nhựa này ấy, nó có độ cứng rất là cao, nó không có độ mềm dẻo nhiều mà nó có độ cứng rất là cao nha các bạn. Cái nhựa này nè, nó có độ cứng và cái độ giòn. Mình nghe cái âm thanh này là âm thanh của giòn chứ không phải âm thanh của sự mềm mại. Đấy, các bạn thấy mình bị mất kiểm soát bởi vì mình chưa lắp lại, mình chưa được quen với cái chip này cho lắm. Rồi, bỏ qua những cái vấn đề đó thì mình sẽ review kỹ lại sau, bởi vì cái này là mình mới mở hộp cho nên mình chưa cảm nhận gì nhiều. Thì mình sẽ đến với hai cái công nghệ đặc biệt nổi bật nhất của chip này, đó là cái hệ thống ốc Tencent này. Thứ nhất là nếu các bạn xem kỹ lại ở đây, mình sẽ zoom gần cho các bạn xem. Đấy, thì ở đây hơi bị khó thấy nhưng mà trên cái vành này nó sẽ có những cái con số nha các bạn. Đấy, thì khi chúng ta vặn, chúng ta có thể vặn bằng tay nha các bạn, chúng ta dùng tay để chúng ta vặn này, nó sẽ đổi nấc. Thì ở đây mình đếm được là có 6 nấc nha các bạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nấc, và chúng ta có thể chỉnh bằng tay. Và khi trả về cái nấc ban đầu thì nó sẽ kêu một cái tạch. Đó, nấc thứ 6 nó kêu một cái tạch. Rồi, cái tiếp theo đó là nam châm nha các bạn. Thì các bạn nhìn ở đây này, nam châm nó sẽ như thế này đây. Thì chúng ta sẽ cần đến dùng cái tu vít này. Thì chúng ta sẽ dùng cái tu vít có cái đầu này để mà chỉnh nam châm. Rồi, để chỉnh được nam châm thì chúng ta sẽ đặt nó vào đây. Nó đặt vào cái là nam châm nó tự động nó hút cái vít vào đúng vị trí của nó luôn. Thì trên này chúng ta sẽ có thấy trên viên nam châm nó có một cái mũi tên. Đấy, cái mũi tên nó chỉ đang hướng vào trong. Thì cái đây chúng ta sẽ dùng cái này chúng ta vặn. Đấy, khi xoay lại nó sẽ kêu một cái tập. Và mình sẽ thử đổi hết tất cả những cái mặt này, thử xem là khi hướng vào trong và hướng ra ngoài cái nào mạnh hơn nhé. Rồi, ok, thì mình đã đổi hết 500 xong rồi. Và các bạn nhớ là khi các bạn vặn trên mỗi một cạnh thì các bạn chỉ cần vặn một mặt thôi, thì cái mặt bên còn lại nó sẽ tự động nó xoay theo nha các bạn. Có nghĩa là trên cùng một trục này nó sẽ đồng trục với nhau, cho nên bạn xoay chỉ cần xoay đúng một mặt thôi là cái mặt còn lại nó sẽ tự động xoay theo. Ban đầu mình nghĩ là nếu như xoay từng mặt thì nó hơi mất thời gian và nó hơi lâu. Thì nhưng mà sau khi mình làm xong mình cảm thấy nó rất là nhanh luôn. Nó nhanh hơn so với việc mình thay đổi 500 trên con gan XS luôn đấy các bạn. Bởi vì con gan XS thì một cái cạnh này chúng ta vừa phải bật cái bờ mặt bên này, vừa phải đảo lại bật cái mặt bên kia thì nó tốn thời gian hơn. Còn cái này chúng ta xoay một bên thôi là nó tự động nó xoay theo luôn. Thì mình nghĩ cái này nó khá là ok, khá là hay. Rồi mình sẽ cảm nhận thử. Vậy là khi xoay ra ngoài thì cái 500 của chúng ta nó sẽ yếu hơn nha các bạn. Mình cảm thấy rất là yếu luôn đấy. Kiểu như là khi mình xoay nhanh mình hầu như không có cảm nhận của 500 luôn. Mình không có một tí cái cảm nhận gì về 500 của nó. Và cái con này nó phát ra âm thanh rất là to, cho nên mình khuyến cáo các bạn không nên mua con này về để chơi Rubik trong lớp nha. Rất là nguy hiểm và rất là dễ bị phát hiện và các thầy cô sẽ ganh các bạn và mất Rubik như chơi đấy. Và nó sẽ còn một cái nữa, đó là chỉnh cái ốc Tencent này. Thì hai cái này theo mình đánh giá về độ tiện lợi của nó thì mình thấy về cái mặt chỉnh ốc này này, chỉnh cái này này thì nó sẽ tốt hơn so với cái con Duracell EDM hoặc là con GTS V3 này, tốt hơn so với con Gan XS luôn này, tốt hơn cả so với con Vox Elite. Đương nhiên rồi, bởi vì Vox Elite mỗi lần thay thì các bạn phải mở cái nắp center ra và các bạn vặn gỡ con ốc ra ngoài luôn rồi các bạn mới thay vào được, thì nó mất thời gian hơn rất là nhiều. Còn cái con này các bạn có thể chỉnh trực tiếp bằng tay luôn, các bạn dùng tay các bạn chỉnh thôi, không cần phải dùng tới bất kỳ một cái công cụ hay dụng cụ nào cả.
Còn lại, những cái còn lại ví dụ như là con gan ít đi chẳng hạn thì nó có thể chỉnh được bằng tay, nhưng mà nó chỉ chỉnh được trên một, đúng một cái loại ốc duy nhất mà thôi. Còn ví dụ như thay sang cái ốc khác để mà chỉnh thì bắt buộc phải gỡ ra, tháo vào, chứ không thể nào mà giữ cả một cái ốc đó mà chỉnh bằng tay được. Kể cả XS mới ra cũng vậy, rất khó để chỉnh bằng tay mà bắt buộc phải có dụng cụ. Thì theo mình nghĩ chỉ duy nhất đúng một con MGC E-Line này, con MGC E-Line này là có thể chỉnh bằng tay dễ dàng nhất. Và cái 500 của nó thì theo độ tiện dụng mình thấy thì nếu như so với con Vox Elite thì chắc chắn là con Vox Elite cái 500 này nó sẽ tiện hơn, bởi vì tháo cái nắp center ra và thay 6 cái thôi, nó rất là nhanh, thao tác nhanh hơn rất là nhiều so với việc chúng ta phải dùng một cái tua vít và chúng ta chỉnh từng cái cạnh. Thì chúng ta có 12 cạnh thì chúng ta phải chỉnh 12 lần, trong khi đó chúng ta tháo ra gắn nắp mới vào chỉ có 6 cái. Đương nhiên nó sẽ nhanh hơn và nó cũng có nhiều cái option 500 hơn rất là nhiều. Cái này nó chỉ có hai option là nhẹ và vừa mà thôi, chứ mình thấy nó cũng không có mạnh lắm. Cái 500 mà nó ở cái mức mạnh nhất sẽ là cái mũi tên nó hướng vào trong nha các bạn. Thì mình thấy cái lực 500 đó là ở mức từ vừa cho tới khá thôi, nó không được tốt nhiều cho lắm. Các bạn thông cảm nhé, mình đang bị ho cho nên là rất là khó nói, cho nên mình mới nhờ cái con Quyền ốc trò vô review mở hộp đoạn đầu giúp mình, nhưng mà nó lúng túng lóng ngà lóng cống quá cho nên chả làm ăn được gì cả. Trên thôi mình tự làm hết cái phần sau. Rồi thì tổng quan lại đó là đánh giá ban đầu của mình về chip này. Còn lại về những cái khác, ví dụ như là kích gốc thì mình thấy nó cũng rất là ok, không có gì để phàn nàn lắm, kích thuận kích ngược nó đều ổn hết cả. Thì cái tension này nhà sản xuất để sẵn nó cũng rất là vừa rồi. Đấy, kích thuận kích ngược ok, chỉ có điều là cái tiếng nó phát ra khi mà va chạm ấy nó rất là to, và mình có cảm giác là nhựa vì nó cứng cho nên nó đập vào ấy nó tạo ra cái tiếng rỗng và to. Mình thấy cái điều này thì cũng hơi khó chịu một tí. Nếu như bạn nào không thích những cái kíp quá ồn ào thì sẽ cảm thấy khó chịu. Còn những bạn nào đã quen chơi những kíp nó ồn ào như Vox hay những cái con mà nó rỗng rỗng thì cũng ok, không có gì phải nói. Còn đối với mình thì mình hơi khó tính, cho nên là mình cảm thấy cái tiếng ồn này mình không thích. Mình thích nó êm ái như là con Gan X hoặc là con Nintendo Jun hơn. Càng êm là mình càng thích. Vì vậy khi mua con này về, nếu các bạn cảm thấy nó ồn quá, các bạn muốn nó êm hơn thì đương nhiên là các bạn phải dùng một loại lúp khác. Bởi vì cái lúp nó rất là quan trọng trên cái con Rubik, nó sẽ quyết định là cái cục Rubik đó nó có êm hay không. Đến khoảng 40% rồi, cho nên cái bản thân chip nó là một chuyện. Nếu các bạn thay một cái loại lúp nó tốt hơn đó, nó đầm hơn một tí, thì cái chip của chúng ta nó sẽ êm hơn. Đấy, và mình cũng đề xuất các bạn đó là chơi lúp Dian lúp là ổn nhất. Còn bạn nào thích kiểm soát hơn nữa có thể dùng Gan lúp cũng được. Đấy, rồi, và có lẽ video này mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Bởi vì nãy giờ mình đã ho rất là nhiều rồi. Và nhà sản xuất cũng cho chúng ta thêm một cái bị 500 dự phòng. Thì cái 500 trên con này là 500 3x2 nha các bạn. 3x2 cho nên là cái lực hút 500 của nó sẽ là lực hút điểm. Lực hút điểm là sao thì nó cũng giống như là lực hút như con Gan 354 và con Gan SM. Những bạn nào đã chơi những cái con Gan của 500 thì sẽ biết cái lực hút này đó là lực hút của 500 3x2. Cái vùng hút nó rất là nhỏ nhưng mà cái điểm hút khi dừng lại nó giật rất là mạnh. Khi với bạn tới cái điểm hút nó sẽ giật mạnh lại giúp cho kiếp nó dừng lại ngay lập tức. Ok, video của mình sẽ kết thúc ở đây ha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip review lần sau. Đương nhiên rồi, phải review con này nữa chứ, cái này nó mới là unbox không mà. Bye bye. Cứ nay đưa tay kêu em đưa cái cục rai xong rồi em kêu là xong rồi em không có lấy mà em ngồi vậy xong rồi